Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel kiếm tiền của mình. Ok, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một con game bài đổi thưởng là Binbot anh em nhé. Như anh em đã biết và theo dõi video mình cả lâu rồi thì con game này nó cũng không có gì là xa lạ cả đúng không? Rất nhiều anh em đã kiếm ăn là tiền chục, tiền trăm mỗi ngày rồi anh em ơi. Nói chung là rất chỉ là đơn giản, dễ chơi. Đấy, link cài đặt thì mình có để dưới phần mô tả của video. Anh em nào muốn chơi trải nghiệm cũng như là muốn thử nghiệm cái vận may của mình thì có thể tải và cài đặt đăng ký theo link nhá. Rồi hôm nay vốn của mình là 48 triệu này thì mình sẽ đi chơi slot game là Long Hổ anh em ơi. Đấy, một trong slot mà rất chi là hot, anh em ưa thích luôn. Đấy, mình rút con này thì tối thiểu là 100.000. Sau 3 5 phút là tiền sẽ đến tài khoản của anh em nhá. Rồi ok. Vào Long Hổ thôi. Đấy, chả đang bẹt hai hổ theo luôn. 5 lít đi. Bẹt hổ đi theo luôn anh em ơi. Bốn chết bịt còn mẹ mày biết ngay cầu này khả năng là cầu bẹt rồi nhưng mà bịt à, đây là cái lịch sử cầu của nó anh em nhé. Cứ bẹt hai bẹt ba là anh em vã bẻ cầu cho mình thôi. Đấy, bịt mẹ đang bẹt ba hổ rồi. Đấy, tiếng này anh em vã bẻ cầu sang long đây làm 2 triệu 3 triệu đây. Đấy, lá bài cao nhất là lá bài ca anh em nhé, thấp nhất là cái át. Ôi trời, 4 là toi rồi. Úi trời ơi. Tưởng không ăn mà lại là ăn không tưởng anh em ạ. Địt mẹ, thấp nhất là cái át. Đó. Hai lá bài nó ra bằng nhau thì là hòa. Hòa thì mỗi ăn 8 anh em nhá. Rất chi là ngon ăn luôn. Đấy, con này thì nó phù hợp với tất cả anh em, bốn bé hay bốn to đều có thể là giã được hết. Rồi, địt con mẹ mày ra long rồi, lại bắt hổ rồi. Đấy, anh em không chắc chắn anh em đánh bé không? Làm 2 3 lít đến 4 lít thôi. Gì rồi lại đớp tiếp. Quá ngon luôn anh em ạ. Trời ơi. Ôi, bịt mẹ cầu đang nhảy 1-1 rất chi là đẹp rồi. Đấy, tiếng này anh em lại bắt sang hổ long thôi. Bẹt 2, bẹt 3 anh em bẻ cầu. Mà trường hợp cầu nó đang chạy 1-1 thì anh em theo luôn cho mình nhá. Nhảy 1-1 thì theo 1-1 luôn. 5 này. Ui dồi ôi, lại đớp rồi. Quá ok luôn anh em ạ. Bịt mẹ mày đạt ngày công luôn thì 52 triệu rồi. 52 triệu 8 là 53 củ. Rồi, thì cả tiếng này anh em lại quật cho mình 5 lít vào con hổ này nhá. Trường hợp mà thua thì anh em lại tính toán phương án tiếp theo không? 9 à. Ôi trời ơi, anh con ca đây này vẫn đớp anh em ơi. Quả đây ALL đây phải là ngon không? Trời ơi. Cầu vẫn đang nhảy 1-1 rất chi là đẹp này anh em. Rồi, tiếng này lẽ ra là anh em phải vã con long này. Rồi, làm cho nó 3 lít đi. Đi mẹ mày quá đạt ngày công rồi anh em ạ. Quy, trời ơi, còn quy là đã biết được là đi mẹ mày 90% chiến thắng rồi. Cầu nhảy đẹp thế chứ nị. Đấy, quan trọng là anh em phải biết là bắt cầu là một này. Đấy, bet 2, bet 3 này như anh em này là thấy là anh em phải theo luôn hả? Đấy, bẻ cầu hoặc là nhìn thấy nó có khả năng là nó sẽ là bẹt phải không? Đang nó bẹt thì anh em mẹ mày theo bẹt luôn. Nói chung là nó là kinh nghiệm chơi. Ôi lại đớp rồi thì con mẹ mày sao nó may mắn đến thế nhỉ? Đi con mẹ mày bắt cầu ấy anh em ạ, kinh nghiệm đấy, 54 củ anh em ơi. Loanh quanh lời mất 4 củ rồi. Mẹ nhà cái hôm nay chắc khóc thét. Rồi khả năng tiếng này nó bẹt hổ này. Rồi, theo nó 1 lít đi. Đấy, tiếng nào anh em không chắc chắn thì em có thể đánh bé. 10 này. Quy, biết ngay mà. Để mày nhìn cái cầu nó quá là quen thuộc luôn rồi. Rồi, 54 triệu 2 rồi anh em ơi. Ôi trời ơi, đang bẹt hai hổ này. Này không bắt nữa thì đúng là hơi là phí đúng không? Nhưng mà thôi, đít con mẹ mày bẻ cầu. Bẹt 2 là bẻ cầu thôi anh em. 3 này. Ui ôi, đi con mẹ nó vẫn là bẹt hổ anh em ạ. Ê nhỉ. Rồi đi bạn mày cày phát nữa là anh em chim cút thôi. Ok. 5 lít con long đây, bẻ cầu. Đấy, thua thì anh em lại đánh gấp thép không? Rất chỉ là ok luôn. 10. Ui rồi hòa. Hòa thì anh em sẽ được hòa trả tiền về nhá.
Ôi, đi còn mẹ mày 54 cũ rồi anh em ạ. Thôi hài lòng với chính mình thôi. Chim cút, đi còn mẹ mày. Đấy, đi cả mày 2 hôm bố mày có 8 triệu rồi. Quá đạt ngày công luôn anh em ạ. Đấy, anh em đừng quên là tham gia sự kiện là mừng đại lễ là 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đấy, nạp tiền thưởng theo tỷ lệ nhá. Đấy, thời gian hoạt động là từ ra 29 tháng 4 cho đến ngày mùng 7 tháng 5. Đấy, anh em theo cái nạp tích lũy hàng ngày ở đây nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, 50 triệu là anh em đã có thêm 8 củ rồi. Ui xong. Quá ngon. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Hôm nay là mình xin phép là mình dừng video tại đây thôi. Bye bye anh em. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá.